Hello mọi người, mình là Connie đây và hôm nay mình sẽ ra một cái video quay bưu phẩm của những máy khách mà đã chốt hàng công nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đặt hàng này. Nếu như thấy hết video này, mọi người hãy nhớ cho mình một like, một share và một subscribe. Ok, chúng ta bắt đầu video thôi. Bưu phẩm của bạn có tên là Trần Lại Việt, bạn này là khách quen bên mình ha. Có đơn thu hộ là 90k và đầu tiên mình đặt một khoai tây chiên ha. Tiếp theo là đặt một LL thì nó bị lỗi nhẹ ở đây nha mọi người. Đây mình cũng cho bạn xem lỗi ha. Tiếp theo là một con người tí hải này thì bạn cũng có nói với mình là bạn mua những con này để về làm collection ấy. Thì mình thấy con này làm collection thì rất là ok luôn nha. Một cái kem, một cái bảng nách hải này rất là chậm tăng ha. Tiếp theo là cuối cùng là một cái bảng kem rau sô cô la hải này. Đây và đây là móc khóa mình phải kèm cho bạn nha. Và không thể thiếu đó chính là phần quà bên shop của mình nha. Và mình cũng sẽ xịt một ít nước hoa vào đây nè. Mình mong là mọi người thích cái nước hoa này nhé. Và ok, đây là bưu phẩm của bạn Trần Lợi Việt nhé. Cái đó là một bưu phẩm của bạn có tên là Văn Thị Phương, tổng thu hộ là 138k ha. Đầu tiên là bạn nhặt chanh, chanh này để trong combo sushi 45 em 40 cái. Một em Việt thì em Việt là mình đã hết rồi nha. Mình tưởng đâu là mọi người sẽ không thích lắm, ai giờ mọi người thích quá trời luôn. Chuối và một đôi nách cuốn thế này, thú nha. Một em khoai tây chiên thế này nha. Tiếp theo là một em lạc ở trong combo nha mọi người. Do là mình thấy cái diện tích của cái combo nó hơi to nên là mình để riêng như thế này luôn nha. Một em gấu ngọc đứng như thế này rất là chậm tăng luôn nha mọi người. Em này mình bán cực kỳ chạy luôn nha. Thì cái sừng trâu này cũng ở trong combo nha mọi người. Đây không, sừng trâu bên nữ rất là dễ thương luôn. Một cái kem như thế này. Và một cái em gấu đứng. Và cuối cùng là một cái kem như thế này ha, rất là dễ thương luôn nha. Không thể thiếu được phần móc quà nha mọi người. Và cái không thể thiếu nhất đó chính là phần quà nha, mà mình lúc nào cũng quên mất tiêu ý. Nên là mình gói lại nhẹ hi hi, mong mọi người sẽ tha lỗi cho mình. Và mình có sẽ xịt nước hoa vào đây cho nó hợp lý ha. Mùi thơm lần này mình thấy cái mùi nó khá là dễ chịu luôn. Mình nghĩ là cái mùi nó sẽ dai ấy. Đây là bộ phận của bạn nha. Cái đó là bộ phận của bạn có tên là Trần Ngọc. Tổng phục hộ là 137k2. Đầu tiên mình đặt một con ngựa siêu chậm tăng thế này. Màu hồng ha mọi người. Em đặt cái đoàn to thế này ha, rất là dễ thương luôn nha. Tiếp theo là một em khoai tây chiên. Em khoai tây chiên là mình hết luôn rồi nha, được rất là nhiều bạn ôm luôn ấy. Tuy là bị lỗi nhưng mà rất là dễ thương. Và em bạch hầu như thế này nha, nó bị lỗi vẫn cần ấy. Nhưng mà cũng rất là chậm tăng ha. Mình có đây ngựa nữa nè, ngựa này mình hết rồi nha, tại vì nó quá là dễ thương. Tiếp theo là khó Connie nè, trời mình cưng con này cực kỳ nha mọi người. Và em mình plan thế này nha, rất là mềm luôn. Tiếp theo là cái phần móc khóa không thể thiếu ha. Mình quên mất tiêu là đơn bạn có thêm hai em Việt nha mọi người, mong bạn thông cảm. Và đây là phần quà extra mà tặng cho bạn nha. Và đây mình sẽ để miếng shop ở trên này không bị cấn hàng nha. Và không để thiếu phần nước hoa nha mọi người. Kiểu con cháu mình nó lòi xịt mà nó xịt tào lao không mà. Đây mình sẽ lại nha. Và bưu phẩm của bạn Trần Ngọc Ánh nha. Và tiếp theo là bưu phẩm của một bạn có tên là Đào Kiếp Tuyết Nghi nha mọi người. Và tổng thu hộ là 260k và bạn là một bánh. Và hai trái đào này được rất là nhiều bạn ưng nên là mình hết rất là nhanh luôn nha mọi người. Siêu ưng luôn. Có đặt một cái bánh xuôi rất là chậm tan luôn nha mọi người. Và tiếp theo là bạn đặt một cái bánh cuộn thế này. Bánh cuộn này được rất là nhiều bạn ưng luôn nha. Tiếp theo là bạn đặt một cầu ra thế này rất là chậm tăng. Mình thấy là đồ áo bán rất là chạy luôn nha. Tiếp theo là một cái kem thế này rất là chậm tăng luôn. Bạn có đặt một cái khóc cách như thế này ha, rất là chi tiết và đẹp luôn. Một cái donut thế này. Và một cái bánh blanc nha mọi người. Đây. Và tiếp theo là một cái bánh khóc cách thế này mình rất là ưng luôn nha. Rất là mềm và chậm tăng ấy, kiểu bưu phẩm bạn toàn là nhiều màu xinh. Và cuối cùng là phần móc khóa. Và đây là phần quà siêu xịn nha mọi người. Đây nha, mình sẽ sắp xếp cho nó gọn gàng nhất có thể. Và mình sẽ để cái bông shop ở phía trên thế này. Và mình còn sẽ dùng nước khoai để xịt ba bưu phẩm của bạn ha. Rất là thơm luôn, xịt siêu nhiều luôn nha. Và đây là bưu phẩm của bạn. Bây giờ mình bị nhầm là đơn kia mới là đơn của bạn Ngô Thị Bảo Quyền nha mọi người. Và đây là đơn của bạn Đào Tuyết Nghi nha. Nãy giờ mình bị nhầm quá trời, mong mọi người sẽ thông cảm cho mình nha. Hu hu. Đơn của bạn Bảo Huy thì bạn có đó. Một cái em trà sữa trong combo, một em ngựa và một em bánh bánh thế này nha. Đây là con chó của mình, tự nhiên nó cứ thò tay nó bóp bóp thế này nha, không bạn thông cảm nha. Đây và bạn đã có đặt thêm một cái bánh thế này ở trong combo nha mọi người. Dạo này mình cứ làm ăn như thế nào mà cứ đọc tên khách mà kiểu đọc tào lao, mong các bạn thông cảm nha. Một em thân ở là một cái em khoai thế này, một em bánh rác, một khoai tây chiên nha, rất là chậm tan luôn. Một em bánh nướng như thế này đó. Một em mơ sườn trâu nha. Kiểu con cháu mình nó cứ đưa rất là lẹ luôn, mình quay lẹ luôn mọi người thông cảm nha. Lương mà cứ kiểu không kịp làm gì hết luôn đó. Mà em thỏ cho combo nha, còn một em bánh nướng như thế này. Đây rồi, một em thỏ như thế này ha. Đây, một em ngựa trong combo luôn nha. Và một em trái tim thì trái tim này không phải là trong combo nha, mà em bánh mì thế này nha.
Tiếp theo là em tampon như thế này. Mình không nghĩ sao con chó mình cứ thò cái tay mình nó vào ý. Một em dành cho bánh nướng như thế này rất là dễ thương nha. Mà cuối cùng là em donut thế này nha. Và đây là phần quà mình kèm cho bạn nha. Và mình có kèm móc khóa nữa nhưng mà mình quên ở trong video ấy. Mong bạn thông cảm cho mình nha. Và con chó mình nó cứ tà lan tà lẹ, nó cứ đòn lục dị ngất hoa thế này nè. Và đơn của bạn Bảo Nghi nha. Kết thúc video mọi người nhớ like cũng như mà subscribe nha mọi người. Và thích video này mọi người đừng quên cho mình like share nha. Và bạn nào thích con cháu của mình đó thì có thể lên YouTube của nó để đăng ký ủng hộ nó nha. Bye bye. Ok bye.